vì tố đánh người dân tại trụ sở một công an xã bị đình chỉ công tác. Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định đình chỉ công tác một cán bộ công an xã Hòa Phòng, thị xã Mỹ Hào để xác minh làm rõ vụ việc người này bị tố đánh dân ngay tại trụ sở công an xã. Sáng ngày 6 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nhận được báo cáo và quyết định đình chỉ công tác đối với ông Tống Hồng Núi, cán bộ Công an xã Hòa Phòng để xác minh làm rõ việc bị tố đánh người dân tại ngay trụ sở. Về nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết có liên quan, đơn vị đang tiếp tục điều tra. Quan điểm của Công an tỉnh Hưng Yên là xử lý nghiêm sai phạm nếu có, quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo quy định. Trước đó, vào chiều ngày 3 tháng 7, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nhận trình báo về việc cán bộ công an xã tên là Núi hành hung đánh đập ông Nguyễn Thế Hát, 38 tuổi, trú tại thôn Văn Dương, xã Hòa Phòng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ngay tại trụ sở công an xã Hòa Phòng, ông Hát cho biết sự việc bắt đầu vào ngày 2 tháng 7 khi bất ngờ có một nhóm người lạ đến nhà chửi bới. Sau đó hai bên xảy ra xô xát. Đến 14 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 7, ông Hát ra trụ sở công an xã Hòa Phong làm việc theo đề nghị của ban công an xã. Tại phòng làm việc của trưởng công an xã, cán bộ công an hỏi tôi về sự việc xảy ra vào ngày 2 tháng 7. Một lúc sau, một cán bộ công an mặc áo phông, đi xếp tổ ong, quần màu xanh của ngành công an khác đi vào phòng hỏi tôi qua sự việc này thì ai đúng ai sai. Lúc này, trả lời cán bộ công an, tôi nói mình không sai thì vì cán bộ không nói nữa mà bất ngờ dùng tay đấm liên tiếp vào mặt tôi. Ông Hát kể lại, bất ngờ bị đánh, tôi đã hô hoán công an xã đánh người tại trụ sở, gọi tôi lên trụ sở lấy lời khai. Tôi có sai gì đâu, sự việc như thế nào thì tôi khai như vậy. Tôi chạy ra cửa thì một cán bộ công an khác đẩy vào chốt cửa. Sau đó, một người em họ của tôi đến công an xã, đẩy cửa nhiều lần thì cửa phòng bật ra. Rồi người em họ nói to, công an xã đánh người, ông Hát bức xúc và không thể tin được, lại có thể bị công an xã đánh ngay tại trụ sở làm việc. Hiện ông Nguyễn Thế Hát vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên và vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.